AF3 la hét thất thanh vì sự cố thoát tim, netizen rùng mình nhớ lại tai nạn kinh hoàng của Wendy. Sự cố sân khấu tại KBS Gayo Daejeonji 2021 không chỉ khiến dàn thần tượng đứng tim mà còn khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ. Ngày 17 tháng 12 vừa qua, lễ hội âm nhạc KBS Gayo Daejeonji 2021 đã diễn ra với sự tham gia của nhiều nhóm nhạc đình đám như Red Velvet, Brave Girl, AF3, ITZY, Stace, Ever, Seventeen, TXT, Enhypen. Sự kiện nhận được sự quan tâm, bàn luận sôi nổi của đông đảo fan K-pop. Hàng loạt chủ đề về Stay đang phủ sóng mạng xã hội sau khi kết thúc chương trình. Trong đó, các fan đang cực kỳ tức giận về một tình huống nguy hiểm có thể khiến các idol chấn thương. Cụ thể, trong ca khúc Ending All For You, tất cả các nhóm nhạc đã bước ra sân khấu để cùng trình diễn. Khi các idol đang đứng trên một cầu thang thiết kế đặc biệt, cầu thang có thể di chuyển để tham gia Stay kết màn, thì staff đột ngột di chuyển bậc thang. Tình huống này xảy ra bất ngờ ở cuối chương trình trong thời điểm đèn tắt và không hề được báo trước, khiến tất cả idol đang đứng đều giật mình hoảng hốt. Theo một số fan cam ghi lại, sự cố khiến các thành viên Stray Kids hụt chân bước hẳn ra phía trước. Thậm chí fan còn quay lại được biểu cảm đứng tim cùng tiếng hát thất thanh của các thành viên AF3. Winter loạn choạng suýt ngã nhưng may mắn có Giselle đỡ kịp. Tiếng động do sự cố gây ra còn khiến các MC là Cha Eun-woo, Astro và Jungkook, SF9 giật mình quay lại dù đang ghi hình trực tiếp. Trước sự cố này, người hâm mộ rùng mình nhớ lại tai nạn kinh hoàng của Wendy Red Velvet tại SBS Gayo Daejeon 2019. Theo đó, trước thềm diễn ra SBS Gayo Daejeon 2019, trong phần tổng duyệt sân khấu, Wendy bị ngã từ bàn nâng sân khấu với độ cao hơn 2m. Tai nạn của Wendy là một trong những thông tin gây chấn động K-pop 2019. Cụ thể, Wendy tham gia buổi diễn tập đầu tiên vào 11 giờ sáng ngày 25 tháng 12. Cô kiểm tra âm thanh ở sân khấu chính cho tiết mục Speechless và màn soundtrack diễn ra tốt đẹp. Vụ tai nạn diễn ra trong vòng tổng duyệt bổ sung. Ban đầu lộ trình của Wendy khi diễn tập khá đơn giản. Theo kịch bản, cô chỉ cần đi qua hai đường hầm tầng 2 và bước xuống cầu thang. Khi nữ ca sĩ chuẩn bị bước xuống thì cầu thang lại không được nâng lên, làm cô mất thăng bằng và ngã từ độ cao 2,5m. Được biết, đường hầm tầng 2 rất tối và nhỏ, lại không được dán băng dính huỳnh quang để đánh dấu vị trí. Nhân viên chương trình tiết lộ, đường hầm tầng 2 rất tối và hẹp, cầu thang cũng không được chuẩn bị, kể cả băng dính huỳnh quang cũng không được dán để dẫn đường, nên cô ấy đã ngã từ độ cao 2,5m trong trạng thái không phòng bị. Sau khi Wendy bị ngã, hiện trường đã trở nên hỗn loạn. Wendy nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, còn các thành viên Red Velvet khác bị sốc nặng sau khi nghe tin và không thể biểu diễn trực tiếp tại chương trình. Tai nạn kinh hoàng này đã khiến Wendy gặp chấn thương nghiêm trọng, gãy cổ tay, gãy xương chậu bên phải và rạn xương má phải. Kết quả là giọng ca chính Red Velvet phải tạm ngừng hoạt động, mất rất nhiều thời gian để chữa trị. Cô nằm viện 2 tháng rồi mới chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng ngoại trú. Wendy đã mất gần 1 năm để điều trị và hồi phục. May mắn là sau đó, nữ idol đã trở nên khỏe mạnh hoàn toàn. Thời điểm tai nạn xảy ra, SBS đã đưa ra thông cáo dài giải thích. Ngay sau khi tai nạn xảy ra vào ngày 25 tháng 12, đội ngũ sản xuất đã kiểm soát được tình hình tại hiện trường và gọi xe cấp cứu để đưa Wendy vào bệnh viện kiểm tra kỹ càng. Tuy nhiên, người hâm mộ đã phẫn nộ tố SBS nói dối vì Sola mới là người phát hiện ra Wendy bị ngã. Đến tận khi nữ ca sĩ này báo thì nhân viên SBS mới biết. Ngoài ra, fan cũng phẫn nộ khi SM Entertainment không chăm sóc Wendy kỹ càng. Mỗi lần nhớ lại tai nạn kinh hoàng của Wendy, người hâm mộ đều lo ngại mỗi khi thần tượng trình diễn trên những sân khấu cao tại các chương trình âm nhạc.